là mày lôi chứ. Đây này, là súp bê đây. Đây là máy xăng lực suất nhá. Xăng đi cộng mấy tầng này. Đó là để tầng lọc lạc này. Như câu tầng lọc này, tầng lọc nhỏ hơn này. Xăng đất này, xăng đất đây ông lắp này, 3 tầng nhá. Cái lọc đất này. Cái lọc đất cũng thật. Ừ, khó nhé. Cái này, có đạp cái gì? Máy xăng này. Khi mà áo xăng đó, khi mà áo xăng. Mà khi mà cháu xuống nó quay, khi nó sang cho họ coi, họ biết kìa. Này, mới sang không? Quay làm gì? Mới sang không? Hồi này, hồi này quay cho xong đấy. Về làm à? Không, máy của cháu làm đấy. Đây là quay đi cho họ biết. Mới sang này có mấy tầng này. Để nó lọc lạc nhé. Cụm tầng này. Lọc lạc cụ này. Để làm lọc chất là lọc bè này nhá. Cái hỏng con kèo à. Bộ phần xăng đấy.